Minh Thư nghĩ là đối với người phụ nữ thì bất kỳ hoàn cảnh nào cũng phải đẹp, mà muốn đẹp thì trước tiên phải khỏe. Vậy theo Hải Yến nghĩ thì vấn đề gì về lĩnh vực khỏe và đẹp đang được rất nhiều người phụ nữ quan tâm? Hãy nghĩ rằng khi nói đến khỏe và đẹp thì mọi người sẽ quan tâm đến mái tóc, hàm răng và đặc biệt là không thể thiếu làn da, đúng không Minh Thư? Vậy là như thế nào để sở hữu được một làn da thật là khỏe khoắn và tươi tắn? Thì ngay sau đây mời quý vị và các bạn hãy cùng tìm hiểu quy trình chăm sóc da đúng cách qua lời tư vấn của chuyên gia chăm sóc sắc đẹp quý vị nha. Thưa quý vị và các bạn, để có một làn da đẹp thì ngoài việc chọn cho mình một sản phẩm chăm sóc da phù hợp, bạn cũng phải cần tập thói quen chăm sóc da đúng cách. Nếu không, cho dù bạn có sở hữu một sản phẩm mỹ phẩm đắt tiền đến đâu, tốt đến cỡ nào cũng không thể phát huy hết tác dụng của nó. Chính vì thế, trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng gặp chuyên gia tư vấn để tìm hiểu các quy trình chăm sóc da đúng cách. Vậy thì cái trình tự chăm sóc da hiệu quả và đúng cách nhất thì sẽ gồm bao nhiêu bước thưa chị? Một trình tự chăm sóc da và đúng cách và hiệu quả nhất thì bao gồm có 4 bước, đó là làm sạch, chỉnh đốn, cung cấp dưỡng chất và bảo vệ. Cụ thể các bước chúng ta sẽ thực hiện như thế nào? Đối với bước làm sạch đó, thì mình cần phải sử dụng tẩy trang, làm sạch và nước hoa hồng. Bình thường thì chúng ta cùng các chị em là có thói quen là mình chỉ sử dụng sữa rửa mặt thôi thì nghĩ là đã làm sạch đủ rồi. Nhưng mà thực tế thì do những cái bụi bẩn, những cái lớp trang điểm bám rất nhiều trên da cho nên mình cần phải tẩy trang. Và chị nào mà mình có trang điểm thì mình cần tẩy trang hàng ngày. Riêng những người nào mà mình không có trang điểm thì một lần mình phải tẩy trang từ 1 đến 2 tuần. Xong rồi sau đó thì mình sẽ tiếp tục sử dụng sản phẩm sữa rửa mặt và mình sẽ lau nước hoa hồng để mà cân bằng lại cái độ ẩm cho da. Rồi và đến cái bước chỉnh đốn thì cái bước này giống như là cái bước bổ sung cái dưỡng chất tăng cường cho cơ thể. Giống như hàng ngày mình làm việc thì mình cũng có ăn uống, tuy nhiên là một tuần thì mình cũng có bồi bổ bằng những cái hải sản vân vân. Thì cái bước này thì mỗi ngày mình dưỡng da và bước này một tuần mình sẽ massage và đắp mặt nạ từ 1 đến 2 lần để tăng cao cái hiệu quả dưỡng da hơn. Và bên cạnh đó thì mình cũng hàng ngày mình sẽ cung cấp dưỡng chất với các bước như là tinh chất nè, sữa dưỡng, rồi kem mắt và kem vùng mặt. Thì cái bước tinh chất là nó là một cái bước nó có cái độ đậm đặc và nó tái tạo da rất là cao. Chính vì thế mà mình cần phải sử dụng cái bước này. Và bên cạnh đó thì sữa dưỡng nó sẽ giúp cân bằng cái lượng dầu và nước cho da. Thì ở Việt Nam mình mình hay bị đổ mồ hôi ở vùng chữ T thì cái bước này nó sẽ cải thiện rất là hiệu quả. Và bên cạnh đó thì mắt và môi là hai cái vùng da mà có cái độ da rất là mỏng. Chính vì thế mình cần phải có một cái sản phẩm chăm sóc chuyên biệt cho cái vùng này để cải thiện những cái nếp nhăn. Và sau cùng thì là mình sẽ sử dụng một cái bước kem, đó là cái kem để mà nó sẽ bổ sung độ ẩm và nó như là một cái lớp màng bảo vệ cho làn da của mình, ngăn chặn khỏi sự thoát hơi độ ẩm. Thì khi mà mình kết hợp đầy đủ tất cả các bước này thì nó sẽ mang lại một cái hiệu quả rất là vượt trội. Bình thường có thể là mình chăm sóc da, mình chăm sóc chưa có đầy đủ thì các chị chỉ có dùng kem thôi hoặc là dùng sữa dưỡng thôi, nhưng mà nếu mà kết hợp đầy đủ cái bước như mà Tú vừa chia sẻ thì mình sẽ có một cái hiệu quả như mong đợi. Như những gì chị chia sẻ vừa rồi thì các khán giả đã biết được những quy trình làm sạch và chăm sóc da, dưỡng da. Vậy thì cái cách nào để có thể bảo vệ da tốt nhất? Bên cạnh việc chăm sóc da để có một cái làn da đẹp rồi thì chúng ta cũng cần phải bảo vệ, bởi vì nếu mà mình không bảo vệ thì làn da của mình nó cũng sẽ không có còn cái hiệu quả dưỡng như mà mình đã làm. Vậy thì mình cần phải sử dụng những cái sản phẩm chống nắng và lựa chọn những cái sản phẩm chống nắng có độ sản phẩm chống nắng cao và an toàn và chống được tia A, tia B thì nó sẽ ngăn ngừa những cái sạm nám và những cái nếp nhăn trên da của mình. Thì lúc này mình đã có được một cái làn da rất là hoàn hảo rồi đó. Xin cảm ơn chị Tú về những chia sẻ vừa rồi. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đã được nghe từng bước chăm sóc da cơ bản và bạn cũng nên ghi nhớ điều này, tập cho mình một thói quen thực hiện đều đặn hàng ngày để có thể sở hữu làn da đẹp và không bị mụn nhé. An nhiên tự tại, dưới bầu không khí trong lành, mát mẻ sẽ là điều